Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Covid và ngân sách trống rỗng tại Việt Nam. Truyền thông của Việt Nam đang ra sức cải chính một phát biểu của lãnh đạo ngành tài chính để nhấn mạnh rằng ngân sách của chính phủ không hề trống rỗng. Nhưng thực tế thì người dân phải hiểu ngược lại vấn đề. Thông tin trên ngân sách trung ương nói rằng gần như không còn đồng nào được cho là bắt nguồn từ phát ngôn của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm 16 tháng 9. Sau khi thông tin này được đưa ra, dư luận Việt Nam đã chấn động. Đây là hình ảnh tựa đề trên bài báo Sputnik và rất nhiều báo khác ở Việt Nam đều giật tít mạnh và nói rõ ràng là ngân sách Việt Nam đã cạn kiệt. Thông tin này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là mức độ báo động đỏ khi chính phủ hết sạch tiền. Ngay lập tức, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng các bài viết với nội dung rằng đã có sự hiểu nhầm của ông Hồ Đức Phước. Lý giải của truyền thông Việt Nam như vậy có đúng hay không thì người dân sẽ phải tự suy xét. Tuy nhiên, nếu cứ phong tỏa chống dịch không thể sản xuất và người dân mất việc khắp nơi, thì rõ ràng nguồn tiền sẽ cạn đi rất nhanh chóng. Mặt khác, Việt Nam tham nhũng từ dưới lên trên, tiền ngân sách của Trung ương tới địa phương và đến khi thực hiện không còn được bao nhiêu. Ông Hồ Đức Phước cho rằng có thể nhân dân đã nghe nhầm vì ông nói tiếng Nghệ An hàm ý khó nghe. Trang thông tin chính phủ dẫn lời ông Bộ trưởng rằng không có chuyện ngân sách cạn kiệt, Bộ trưởng Tài chính khẳng định. Trang này cũng đặt câu hỏi như sau. Vừa qua có một số thông tin dư luận hiểu lầm rằng ngân sách nhà nước đã cạn kiệt. Xin Bộ trưởng cung cấp thông tin lý giải rõ thêm về việc chuyển tiền từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên sang dự phòng ngân sách nhà nước như thế nào. Bộ trưởng Hồ Đức Phước trả lời rằng ngân sách nhà nước không bao giờ cạn kiệt. Thu ngân sách năm 2021 được Quốc hội phê chuẩn là 1.343.000 tỷ đồng. Đến nay đã thu đạt 77% dự toán và ngành tài chính phấn đấu đạt 100%. Đồng thời vẫn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Tôi khẳng định ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ cho các nhiệm vụ đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ ra phó. Tờ báo Lao động cũng khẳng định lại bằng cách chạy hàng tựa như Bộ trưởng Bộ Tài chính nói rằng ngân sách nhà nước không bao giờ cạn kiệt. Đây cũng là tiêu đề của bài báo trên web đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thường là như vậy. Khi các quan chức đột nhiên tiết lộ thì các báo chí lập tức xông vào cứu chữa. Các báo này đều nêu chi tiết rằng nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách trung ương đã cạn tiền hay trống rỗng. Thực tế này, thu ngân sách vẫn đạt 77% và năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao. Như vậy, ngân sách làm sao mà trống rỗng được? Còn tờ báo Tuổi Trẻ của Nhà nước Việt Nam thì giải thích rằng ngân sách gặp khó chứ không bao giờ cạn kiệt. Trong bài báo với tiêu đề Ngân sách gặp khó, tìm thêm nguồn từ đâu? Đây là hình ảnh người dân Việt Nam phải xếp rổ giá chờ phân phát lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được cho rằng nền kinh tế lớn nhất của cả nước đã trở nên đóng băng vì cách ly. Ý kiến của người dân, bạn đọc Hoàng Long thì biết rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính thì làm gì có thể nói sai vì đã nói rạch ròi rằng loại ngân sách là loại gì, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt nên đã đính chính mà thôi. Nhìn tình hình chắc chắn lạm phát sẽ in thêm nhiều tiền để chi trả. Ai có tiền nhiều thì đổi sang US dollar mà cất. Còn Nguyễn Hải Dương đã đặt câu hỏi. Trước thì đồng chí nói ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Sau thì đồng chí lại bảo ngân sách trung ương thì làm sao mà trống rỗng được. Ngân sách trung ương hết thì lấy gì trả lương. Sao mà tiền hậu bất nhất thế, đồng chí bộ trưởng. Người này đã đặt câu hỏi như thế. Còn Công Phạm thì phân tích rằng có người nằm nhà vì giãn cách, rảnh quá mới ngồi làm một bài tính đơn giản về chiến dịch thần tốc xét nghiệm để tìm con virus ở Hà Nội vừa qua, và kết quả là bóc tách được 19 F0 nhưng tốn mất 572 tỷ đồng. Đó là bỏ mất mấy con số lẻ đằng sau rồi. Chơi kiểu đó thì nhẫn túi là quá đúng. Không biết rồi, tiền đó lọt vào đâu nhỉ? Thì cũng phải có chỗ để nó vào chứ. Không lẽ từng đó tiền vẫn mất tiêu vào không khí hay sao? Bạn đọc này đã đặt câu hỏi như thế. Người này còn cho rằng vào cuối tháng 7, tôi còn nhớ đọc báo thấy tin ngân sách nhà nước bội thu 62.000 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm.
Thế mà vèo một cái thì trong vòng một tháng chẳng còn đồng nào. Đúng là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống vậy. Tiếp tục vận động người dân góp tiền, một động thái khác cũng đồng thời xuất hiện trên rất nhiều tờ báo của nhà nước Việt Nam, chính là chương trình Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Tờ báo Lao động có bài tiếp tục đợt vận động toàn dân ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Còn cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng thì viết rằng vào ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống COVID-19. Và như vậy, cứ mỗi lần khó khăn, nhà nước lại tìm mọi cách huy động tiền của người dân đóng góp vào để chi trả. Trong khi ngân sách trung ương, họ nói rằng vẫn còn nhưng thực tế thì phải ngược lại. Đây là hình ảnh tiếp nhận tiền đóng góp của tổ chức và cá nhân tại lễ phát động hôm 16 tháng 9 năm 2021 ở Hà Nội. Trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc còn nêu việc này được sự đồng ý của ông Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6386 về việc tiếp tục tổ chức vận động quyên góp tiền. Báo chí không quên nhắc người dân rằng phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng, với phương châm rằng người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm, vân vân. Được biết, Chính phủ Việt Nam đã có kết luận của Thủ tướng tại cuộc làm việc với các nhà khoa học vào đầu tháng này, nêu rõ việc hỗ trợ nhằm nhanh chóng có vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Theo đó, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đề xuất phương án sử dụng quỹ vaccine-19 cho nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine ở trong nước. Người dân Việt Nam và các tổ chức đã đóng góp được tổng cộng 8.663 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tính đến trung tuần tháng 9 năm 2021. Đại dịch và những chủ trương mời gọi huy động công quỹ trong nước được làm như thế nào? Tin từ Cà Mau, địa phương chỉ có 283 ca nhiễm COVID-19 đã quyết định tổ chức xét nghiệm trên toàn tỉnh với dân số khoảng 1,5 triệu người, đã làm nhiều người thêm sốt ruột, đặc biệt là sau khi ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng công quỹ thiếu hụt. Không chỉ người dùng mạng xã hội mà báo chí cũng đã bắt đầu lên tiếng phân tích về sự phung phí tiền bạc khi thực hiện chỉ đạo xét nghiệm thần tốc trên diện rộng do ông Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng của Việt Nam khởi xướng. Trong 9 ngày, từ mùng 8 tháng 9 cho đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4.120.000 người, cả bằng test nhanh, gồm có 1.920.000 người lẫn test RT, 2.960.000 người. Và kết quả chỉ có 21 trong số hơn 4,1 triệu người dương tính. Nếu đem tổng chi phí đợt xét nghiệm thần tốc trên diện rộng này chia cho 21 ca dương tính, thì số tiền bỏ ra để tìm một ca dương tính COVID-19 là hơn 20 tỷ đồng, một con số khủng khiếp. Và số tiền này chắc chắn lại rơi vào túi những công ty chuyên xét nghiệm, bán đồ xét nghiệm sân sau của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân đã khó càng khó hơn, công quỹ đã cạn càng cạn hơn. Đây là hình ảnh Hà Nội vừa qua đã thực hiện xét nghiệm COVID trên toàn thành phố. Chưa rõ đến bao giờ khuyến cáo của các chuyên gia y tế, dịch tễ về xét nghiệm thần tốc trên diện rộng mới được lắng nghe và thực thi, cho dù trên thực tế có nơi như Tiền Giang, chỉ cần điều chỉnh quy mô, cách thức triển khai xét nghiệm để điều chỉnh kế hoạch nhằm ngăn ngừa đại dịch đã giúp tiết kiệm được hơn 100 tỷ đồng. Khi hiệu quả không cao, chi phí lại quá lớn, theo lẽ đương nhiên, công chúng cũng phải thắc mắc tại sao xét nghiệm thần tốc trên diện rộng mà vẫn kim chỉ nam cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 đến như vậy. Và những ai, nơi nào được hưởng lợi nhờ đại dịch để tiếp tục đu bám, duy trì xét nghiệm thần tốc trên diện rộng như thế? Đương nhiên, đứng phía sau là những công ty dịch vụ của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thu lợi rất lớn trong những vụ việc như thế này, mặc cho ngân sách thêm trống rỗng. Nguyên văn bản thông tin trên báo Tuổi Trẻ hôm 17 tháng 9 ghi rằng COVID-19 khiến ngân sách trung ương gần như cạn kiệt. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào, giờ chỉ chờ vào tiết kiệm chi khoảng 14.620 tỷ đồng đang trình Ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho điều chuyển sang để chi.
Trong bối cảnh giãn cách xã hội ở 23 tỉnh thành, doanh nghiệp cũng đang cực kỳ khó khăn. Số thu thuế hiện nay giảm gần 50%, cho tới đây nữa sẽ còn giảm tiếp tục vì gần như các doanh nghiệp phải đóng cửa hết sạch và người dân, người lao động không còn việc làm. Tại cuộc họp vào ngày 16 tháng 9, Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do dịch COVID-19 trước ngày 1 tháng 10. Giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho hay, hiện nay ngân sách nhà nước rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Hàng chục ngàn chiến sĩ công an, quân đội đang tham gia chống dịch ở phía Nam nhưng không có ngân sách để cấp. Ngân sách dự phòng thì đã hết sạch. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh đang phải chui hàng rào để mưu cầu thực phẩm thiết yếu. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nói rằng mở cửa kinh tế là một mệnh lệnh không thể chống dịch COVID-19 bằng hai bàn tay không. Mở cửa trở lại thì nền kinh tế chính là công việc cấp bách nhất hiện nay. Tuy nhiên, mở cửa kinh tế thì lây nhiễm có thể gia tăng. Đây chắc chắn sẽ là một điều khó tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải cân đối sao cho dịch COVID-19 không bùng phát và hệ thống y tế không bị quá tải. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp rời khỏi thị trường, hàng triệu người Việt Nam đã thất nghiệp. Các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế đã bị đứt gãy. Các doanh nghiệp FDI chuyển đơn hàng ra nước ngoài để gia công là những hệ lụy đã hiển nhiên đã hiện ra trước mắt. Nếu chúng ta phòng chống dịch thành công nhưng lại để nền kinh tế bị đổ vỡ thì sự thành công như vậy là rất ít có ý nghĩa. Bởi vì chắc gì nó đã có thể chuộc lại những mất mát vô cùng to lớn cả về sinh mạng con người, sự bất ổn xã hội lẫn những tổn thất về của cải vật chất khi nền kinh tế bị sụp đổ. Đối với an sinh xã hội, hàng triệu người bị phong tỏa, bị mất việc làm tạo ra một gánh nặng vô cùng to lớn cho hệ thống an sinh xã hội. Chỉ riêng việc cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho một số lượng dân cư lớn như vậy đã đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều tiền ngân sách của trung ương lẫn địa phương. Với những khoản chi tiêu khổng lồ, vừa cho phòng chống dịch, vừa cho an sinh xã hội, ngân sách nhà nước sẽ cạn kiệt rất nhanh chóng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 với bản tin COVID-19 và ngân sách trống rỗng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.